Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh như Khải nào mày. Ngày hôm nay thì Khải sẽ ép dùm cho thằng em Alwin một cái nỏ tím 5 dòng nha mày. Ngày hôm nay chúng ta cùng chờ đợi xem thử liệu nỏ tím này sẽ như thế nào và ra sao nha. Hiện tại tất cả mọi thứ như là cục hiện 1, ẩn 1, hiện 2, ẩn 2, hiện 3. Tất cả những phôi như là tốc độ, sát thương, như là sát thương kháng độc và sát thương phần trăm này nọ, thấy sát thương điểm bán sẵn các bạn. Bây giờ Khải sẽ đi rút tất cả các cái hút nó ra cho anh em xem nha. Okay, một, rồi mình sẽ rút ra. Lúc thì mình sẽ rút ok mày. Rồi bây giờ rút này, rút cái tóc đầu tiên hiện tinh một cả sẵn rồi. Ok, cánh may mắn này, thiên quá tưởng thiên sơn đầy đủ như nào nó lẫm rút lấy thì chúng ta sẽ lấy cái dòng tốc độ đánh, tốc đánh hiện một. Và hiện một là hiện tượng khó này. Và một viên hiện tượng 3. Nên mình một viên. Này, nên mình một viên thì auto phẩm 6 nha nè. Rồi, ok. Một viên. Lúc hết bớt hất rút hết lần cho đỡ bị chặt chỗ nè. Xong gục hiện một nè. Ô, đồ má rút phẩm 5 luôn. Không sao, tí nữa đưa vô viên thì tin là lên sao hết. Má rút phẩm 5 luôn, em hơi căng như cái thằng này. Đúng rồi, thì người ta là chắc chắn là làm sao. Rồi tiếp tục là cục kháng độc như này. Kháng độc 25 thì cũng như cũ rồi. Nên mình hữu duyên rồi. Nên mình hữu duyên là auto phẩm 6 xịt thì 5 luôn nè. Kháng độc thì cũng đơn giản là tí nữa một duyên thì tinh. Nên mình hữu duyên là lên 25 thôi. Rồi kháng độc nè, hiền tinh nè, ẩn một nè, nên mình hữu duyên nè. Hữu duyên nè, ok nha. Sáu nè. Tiếp tục đó là cục hiện hai. Hiện hai là phần sát thương phần trăm. Phần trăm cũng là lái phẩm 6 rồi nè. Cũng nên mình hữu duyên nè. Lái phẩm 6. Hay là muốn lái phẩm 7, muốn sát thương cao lái phẩm 7 cho duyên thì tinh nha. Ok. Lấy viên thủy tinh cho nó phẩm 7 nè mà. Viên thủy tinh này phẩm 7 à, auto phẩm 7. Viên thủy tinh với 51 viên. À, hiện 2 nè. Sức thương 100 nè. Này chỉ có thể lên phẩm 8 luôn á, tại vì cái phôi nó đẹp quá, nó phôi 100% luôn. Hiện 2. Ok. 8 không? 6 đục quá. Nó vẫn 6 em ơi. Hên xui anh em thôi. Thôi sát thương. Sát thương bây giờ chúng ta sẽ rút như thằng em nó muốn thì phun tử nha nè. Rút phun tử được hả? Nhảy thành cái. May mắn có khi nào ra phẩm 9 không? Phun tử. Ra phẩm 9 không? Lấy nè. Sát thương 36 nè. Dòng này dòng quan trọng là hiện tượng 3 nè. À, cục ẩn 2 nè. Ẩn 2 36 nè. Ẩn 2 nè. Hiện tượng 3 nè. Để bỏ vào full thủy tinh cho nè. Ok. Ấm là xì bùa, ấm là xì bùa. 9. 9 gói. Này may mắn nhiều người rút vẫn ra 9 nè. Nhiều người rút vẫn qua vẫn ra 9 nè. Đó, 8. Rồi. Thì 8 luôn rồi đưa anh cục sinh lực này. Đưa cái phôi sinh lực này đâu. Không xuống. Rồi. Ok, giờ bắt đầu rút sinh lực hiện 3 nha em ơi. Sinh lực hiện 3. Sinh lực hiện 3 vẫn là 5 mình phụ duyên. 5 mình phụ duyên là phẩm 6, phẩm 5 gì cũng được. Hiện 3 này. Sinh lực hiện 3. Đa số là những cái phôi khá là đẹp mà. Ép đỏ tím cho nè. Máy này 6, ok. Tóc phẩm 5 6 6 8, ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ đập 3 cục 8 lên nha nè. Cố gắng 3 cục 8 lên nha. 3 cục 8 mình thử thành công nha nè. Rồi, vô. Một phát một lên ngay coi. Không tận nè. Tên liền khống thạch này.
Mong sẽ thành công nha Nam ơi, mong sẽ thành công nha. Ba cục này là tiền không á Nam. Mà mid sẽ mất một cục nha, mid sẽ mất một cục nha. Thành công rồi. Cái bơ. Đâu, chuyện một cục em ơi. Đi tìm cái foil có chưa? Em đang tìm chưa thấy. Ok. Đã đưa dòng tóc luôn nha. Ok. Anh ép mấy dòng kia trước này. Mấy dòng kia thì bây giờ thì cứ thì tin rồi, 5 phút viên thì tin 5 phút viên là lớn hơn em. 1 này, 2 này, 3 này. Rồi. Dòng chất thương tí đến sau, cất như này thì tí nữa ép lộn chết luôn á. Rồi. Bây giờ ở dòng tóc thì anh thấy nó hơi xịt á, anh đãi 2 viên thì tin nha. Không tiếc thì tin nha. Ok ok. Rồi, tại vì một viên nó là lên rồi nhưng mà mình muốn check cho cái tóc mình tóc 30 hiện 1 nè. Nên là mình đẩy ba viên tinh luôn, tại vì nó hai viên thủy tinh nhá, tại vì nó phẩm 5 á, hai viên thủy tinh, đây, hai viên tinh và 4 bình phục viên, là chuyện 4 bình phục viên rồi. Cho tóc 30 rồi check này mà chứ một viên nó vẫn lên nhưng mà mít công nó rớt này mà tiếc thủy tinh 200 xu, 250 xu, hôm nay thủy tinh rẻ rồi không có tiếc thủy tinh nữa. Hồi xưa thủy tinh viên 4 500 xu một cục á, thì lúc đó tiếc nữa. Này thì tinh có bằng nửa lúc đầu, nửa tiền lúc đầu à, khá là rẻ. À, để cho full luôn, cho full luôn, full phụ gì, full viên đại luôn, sáu bình. Này tóc 30 2 thì tinh thì khẳng nghĩ là lên easy rồi. Tầng ấu, khám này, hiện này. Thì tinh này, phúc ngon quân hiền tinh này, thì tinh này, viên đại này. Rồi. Tóc 30 rồi Nam ơi. Ba mươi, ok. Dòng kháng động này. Đọc thì hai thì tinh luôn nha đây, hai tinh phun phun diên, hai tinh phun diên khảm này, hiền tinh này, ống một kháng độc cũng xấu rồi, đọc 25 nha đây, cái phẩm xấu thì lên chắc rồi. Hai mươi lăm nè, tục dần sang sát thương phần trăm nè, thương phần trăm thì cũng hai thì tinh luôn nè, cũng tương đương tông cái phục duyên thì cũng xấu hơn phục duyên hai thì tinh. Hiện tinh nè, sát thương phẩm xấu nè, hai thủy tinh này, full phục viên này, sát thương nhiều lại, 100% ơi, 100%, 93%, rồi em tìm được kia xong chưa? Chưa, nó bán có hai mấy, mười mấy. Để tí tìm phò nha nè, mình em để tí. À, ok anh em ơi, vừa rồi cả thêm lấy thêm ít tử thì tinh với lại ít trăm bình hữu duyên đại nữa. Thì bây giờ còn nhiều đại đó, cố gắng kém thử rút hai cái foil này thử được cái nào phẩm 9 nữa nha, một cái 37 nè, cái 35 nè, rồi vô. Nói chung là chủ yếu là cái sự may mắn anh em ơi, ra được phẩm 9 thì mới tự tin đập vào cái nó được, còn không ra thì không thể nào mà đập được. Hình tinh nè, phẩm nè, như thường lợi khai cho đập là rút ra nên chúng mình phụ duyên và còn lại phun tử. Rồi mong cầu mong sao nó sẽ lên phẩm 9 rồi mày. Hiện tại giờ này 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 là rớt 2/8 này. Phẩm 9 đỡ tốn tiền, còn không lên 9 thì lấy 8 3 3 8 rồi lên 9 thôi. Ui 8 9, à, biết làm gì rồi, 9 cái coi. Đứa đồ má. Đồ gãy. Đồ gãy ai luôn. Phẩm 7 nó bỏ mẹ luôn rồi. Má vẫn có tiền lợi phẩm 7 nè mày. Đồ náo luôn. Làm thêm cái này nha. Đây này điếm rồi. Má điếm điểm vãi đái luôn.
Anh em thấy bữa thì xét rồi bố Diễm này nọ vẫn ra phòng 7 má, hôm nay mình dính phòng 7. À đồng đầu thì nha. Tỷ lệ phòng 7 và tỷ lệ phòng 9 là hai cái 10% thôi nè. Tỷ lệ 10% thôi mà đủ quá, rút phòng 7 cũng đâu. Ra phòng 9 cũng được rồi. Còn cái ngưỡng 8 thì trung bình rồi nè. 8 thì tầm này cứ 8 hết 80% là ra phòng 8 rồi. Vẫn có tỷ lệ xịt đậu xanh. Tiếp tục nè. Này 37 nha. Tin nè. Tiếp tục 50 bình phục viên nè. À điếm vãi. Ai này đập này nữa là đủ má đập đầu má vô chân trái chết luôn á. Phôi cũng khá là cao nè. Đủ má lựa chọn phôi đẹp này nó không dám lấy cái phôi thấp luôn. Bạn đã đập đầu vô chân trái nha. Ôi chín nè. Chỉ là bùa bạn nè. Má 8 à. 8 thì nó mặc định hơn xui 8 rồi. Má cái chị cái ngưỡng 7 với gần với 9 mới khó nè. Được. Hôm nay mà rút đập 3 cái 8 lên 9 mà không lên nữa là từ từ tính tiếp nha em. Mà đập được cái 9 thì mới chơi nha, còn cái 8 là chơi là chết rồi. Nhẹ thành nữa. Thế là đập hết nãy giờ rút 3 phát, 2 phát 8 1 phát 7 nè mà. Rút 3 phát 2 phát 8 1 phát 7 sao không 2 phát 8 1 phát 9 trời. Má rồi phát 9 đỡ tốn tiền nè. Rồi tiếp tục nè. Lên nữa rồi. Má đéo ép chỗ này mình đi ép phẩm mình qua thành đồ rồi. Má khi nào thành đồ lên. Giờ ép 3 cục phẩm 8 lên 9 nè. Nếu mà là thành công á thì tiếp tục video chúng ta sẽ đi tiếp tục chặng đường tiếp theo. Còn có thể là nếu mà không lên thì sẽ ngừng video tại đây và chấm dứt bắt 1 nha em ơi. Hẹn em mà bắt 2 tiếp theo. Khi nào tìm được cục 9 thì mà đập vô em ơi. Chứ cục 8 đập vào không bị thua. Đó, đó là em xem. Nó ra như thế này phẩm 8 đập vào không bị thua nha. Rồi 90 ơi. Nói chuyện gom dùng 1 cục là thành công nè. Gom dùng 1 cục là thành công nha. Thành công. Má trời mực luôn. Má tỷ lệ chua vãi luôn. Để tiền nữa còn cái nào nữa không em? À win. Má rất hay là thì mới phôi sức thương ấy, còn không có nữa nghỉ chờ đợi bữa nào ép tiếp. Là ok em ơi, bây giờ mới gom thêm 14 viên thủy tinh nữa. Giờ rút thêm 2 phát nữa nha em. Xem thử khi nào ra chín hay không. Bà mẹ nó. Rồi, mới đọc rớt còn 2.8 giờ đọc rút lần luôn em ơi. Lấy lần luôn cho mau thấy luôn nè. Phôi 35 nè. Hình tinh nè. Ấn này. Này phun thủy tinh rồi. Không còn phun gì nữa cho phun thủy tinh nè. Khá phun gì rồi. Rồi. Khá đầu tiên nè. Ấn 2 nè. Hình tinh nè. Rồi rút. Phẩm 9. Phẩm máy cũng được. Phẩm 9 này. Phẩm 9 từ từ coi. Rồi tí coi lại. Giờ rút tiếp. Lấy nè. Không như chịu quan tâm nè mà. Rút lần màu thái luôn thừa ép bán lại sâu nữa sao hết. Rồi, tên 3 này, tiếp tục phun thủy tinh này. Dạ, 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 màu thái. Rồi, hết thủy tinh này. Ui. Còn 2 sát thương này. Hai cục hai nơi là được. Đấy, sẽ đủ má 17 hoặc 17, 18 hoặc là 17, 18, 19. Không, hai cục hai nơi đúng á, nó đâu cộng dồn được, nó đâu sắp dồn đâu. Hai cục hai nơi đúng á. Ừ, không, không cộng dồn được, không sắp dồn được. Ui 8 9 đâu. Đâu 8 nữa. Nói chung tỷ lệ 9 nó rất là khó như thằng 7 này. Đột cái nãy mình lúc nãy mà số 7 nó đảo thành số 9 là đẹp nè. Tại vì cái tỷ lệ rớt là 10% rớt cho 7. Và thành công á là cũng 10% rớt cho 9. Đột cái ngưỡng này còn cái ngưỡng 8 này là trung bình rồi. Ngưỡng 8 là 80% rồi. Rồi vô. Ghép nè. Mang lại xịt nữa nè. Tiếp tục nè, là lần này chúng ta sẽ có 2 lần đập nha em. Lần 9 có hào hứng đập chứ không lần 9 mà đập. Lên phẩm 9 nào, Adder, đẹp trai. Lần 9 Adder đẹp trai. Vô nè. Nó một lần cái phòng 9 có thành công muốn đánh tiếp bây giờ. Không thành công. Phải cố gắng thôi em ơi. Ép cái này phải chịu phòng 9 thì không phòng 9 khó. Lên. Lên.
rớt nữa. Rớt 3 phát không nào. À, nhỏ quá. Đúng là hơi bị canh mà đơn giản rồi nè. Nhiều người may mắn hôm trước như bó diễm may mắn ra phòng 9 luôn, phát thứ 5 bó diễm ra luôn. Rồi mới phát thứ 3 nè. Rồi phát thứ 4 nè. Thứ 4 nè. Này rớt 3 cái rồi. Cái này cái thứ 4 nè. À, cái này mà không lên nữa, đợi hôm khác gom thị tinh đập tiếp rồi, khả cho mượn hết thị tinh luôn rồi. Thành công mình ra gom đập luôn nè mà. Tỷ lệ trong này nó không có ghi nữa mà. Nhưng mà mình cảm nhận là tỷ lệ chỉ 10% thành lên 9. Trời má. Thôi, canh quá rồi mày, ngừng video tại đây, hôm khác đánh tiếp nè mày. Má phải lên chín không lên chín kiểu này đập vô cái nước banh cái nó luôn rồi rớt này mà rớt 4 phát má rớt tính ra nãy sơ sơ là 1 phát là 4 kim 3 4 phát rớt mười mấy kim rồi nó này nói chung là đỡ lên cái nó phải nó rất là tốn tiền và đơn giản luôn nè. Rồi nói chung là ở này bắt một thì xin tạm ngừng video tại đây, đỡ bình tĩnh lại tí ít hôm vài hôm tiếp tục rồi lên phần 8 lên phần 9 tiếp tục ép tiếp như nào. Giờ không lên không ép được đâu, giờ này ép vô nước chết luôn á. Rồi cái này cục này là dân luôn nè. Rồi, tạm ngừng video tại đây, thất bại gì mà đủ thất bại 4 phát thôi chứ còn gì nữa thất bại nữa. Rồi, tạm ngừng anh em, hẹn video bắt 2 nha.